Mẹ, đến bây giờ con đã không thể chịu nổi nữa rồi. Con quyết tâm phải quay clip nói xấu mẹ trên mạng xã hội. Mẹ bảo gì? Facebook mày nhiều like nhiều sub để làm gì? Để nói xấu mẹ trên mạng xã hội chứ để làm gì? Quá thể lắm rồi nhá. Con không biết là mẹ nhặt được con từ cái thùng rác nào mà mẹ có thể đối xử tệ bạc với con như thế. Ngay cái việc rửa bát thôi, nhà có hai đứa con gái, lúc nào mẹ cũng bắt con rửa bát. Sao mẹ cũng bắt con kia rửa bát đi? Ở nhà cũng phải rửa bát, đi chơi về vẫn phải rửa bát. Có hôm nhá, lầy lắm rồi, quyết tâm bỏ bữa không ăn nữa, để đỡ phải rửa bát, đi chơi đến đêm về, sáng sau vẫn thấy trùng bát lù lù đấy. Đi ra hỏi, ơ con kia mày không rửa bát đi à? Con ăn đâu phải con rửa bát. Thế mày không ăn, mày không phải rửa bát là mày có phải người ở nhà này không? Con gái thì tuổi chuột, mẹ thì tuổi mèo. Mà thỉnh thoảng mình cảm giác như mẹ mình sinh tuổi sư tử. Thỉnh thoảng ấy, mà có cãi nhau cái gì nhá, mình mà cãi lại một câu thôi, này 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 này, mày là mẹ tao hay tao là mẹ mày, mày cãi tao cứ nhảm ra. Mình mà không cãi lại nhá, mà cứ im để nghe nhá. Này con kia, tao nói mày không để vào tai, nghe từ lỗ tai bên này mày lọt sang lỗ tai bên kia, mày không coi tao ra gì à? Kiểu ở đâu, mẹ lên Facebook soi con gái tí một. Boss cái này không được, boss cái kia cũng không được. Vừa mới 2 phút trước xe cái clip người ta cuốn cần ở trên mạng xã hội, 2 phút sau gọi này, mày hút cần đấy à? Đi về nhà ngay. Con biết gì đâu, clip trên mạng thôi, chúng nó xem con biết gì đâu. Mày đừng có mà múa dìu có mắt thợ nhá. Tao còn hút suốt rồi, tao lạ gì? Đấy, có mẹ xì tin quá cũng khổ. Cập nhật thông tin 24/24. Nhưng mà không có mẹ chắc chết đói.